Mặt tiền phố Nguyễn Tri Phương. Thưa quý anh chị, hôm nay tôi chia sẻ gửi đến quý anh chị một căn nhà mặt tiền phố Nguyễn Tri Phương, ngay trung tâm quận Hải Châu. Một căn nhà có vị trí cũng như là giá bán rất là tốt hiện nay luôn. Mặt phố Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, đi ra sân bay Đà Nẵng 500m, đi ra Nguyễn Văn Linh 300m. Đây là trung tâm của trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Hải Châu, nằm ngay song song với đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ngay sau lưng bệnh viện gia đình luôn nha quý anh chị. Mặt tiền Nguyễn Tri Phương, chưa bao giờ mà chúng ta có thể mua được mặt tiền phố mà giá như thế này. Diện tích rất là đẹp, diện tích lớn mà giá lại bé ha quý anh chị ha. Trục đường kinh doanh buôn bán, đường 10m5, vỉa hè 5m mỗi bên. Mặt phố lên là hai bên đường xe đậu, trục kinh doanh buôn bán. Quý anh chị là chúng ta đang muốn tìm vị trí kinh doanh buôn bán và giá tốt, hãy gọi cho tôi Chiến nhanh, cũng như là hoặc xem Zalo, Facebook nhắc tôi Chiến nha. Rất là nhiều sản phẩm giá tốt, giá ngột ngân hàng. Hôm nay thì đây là một trong những căn mặt phố Nguyễn Tri Phương, diện tích là 125m², chiều ngang gần 8m nha quý anh chị. Mặt tiền phố Nguyễn Tri Phương, bề ngang gần 8m, có nhà 4 tầng, có cái nhà 4 tầng nha quý anh chị. Diện tích xây dựng lên đến là gần 500m², diện tích xây dựng gần 500m² cho mặt phố Nguyễn Tri Phương, chiều ngang gần 8m. Một diện tích rất là đẹp, nhưng mà căn này thì nói trước là căn này có tốp hậu nha quý anh chị. Quý anh chị, chúng ta nếu mà chúng ta muốn tìm một vị trí kinh doanh buôn bán nhưng mà không kỳ phong thủy thì chúng ta có thể tham khảo ngay căn nhà này. Một diện tích rất là đẹp, 125m², chiều ngang gần 8m nha quý anh chị. Giá bán là 13 tỷ còn thương lượng. 13 tỷ còn thương lượng, một căn nhà 1 trệt và 3 lầu. 1 trệt và 3 lầu xây dựng năm 2016. 1 trệt và 3 lầu, bề ngang gần 8m, rất là hiếm. Ở đường này thì chúng ta tầm mười mấy thì đa phần chúng ta chỉ mua được một lô đất với chiều ngang cũng khá là hạn chế thôi quý vị, tầm 5m thôi, 6m thôi. Thì chúng ta sẽ có giá mười mấy tỷ này. Nhưng mà hôm nay căn nhà này thì bề ngang gần 8m, diện tích 125m². Đây, trục đường rất là đẹp nha quý anh chị. Đường này thì đa số ai cũng kinh doanh buôn bán cả, làm showroom văn phòng, làm nha khoa, đa khoa vân vân. Rất là nhiều cơ sở kinh doanh ở đây. Quý anh chị, chúng ta có thể mua căn này để đầu tư. Một mức giá hiện nay thì quá là rẻ rồi quý anh chị ha. Vâng, tôi chỉ xin tạm dừng tại đây. Nếu quý anh chị có nhiều thông tin, nhiều nhu cầu hơn, hãy gọi cho chú Chiến nha. 0935 388 386. Trực tiếp Zalo và Facebook nha quý anh chị. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị.